Vâng, đây là toàn cảnh cái công trình mà chúng tôi đang thi công ở bên Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Và công trình này thì đang thi công có giai đoạn hoàn thiện phần móng. Đấy. Giai đoạn này là giai đoạn chúng ta thi công móng, và căn này là được thi công theo kiểu móng đơn anh em nhé. Đấy. Nếu như các bạn mà muốn biết là cái kết cấu của phần móng đơn nó được thi công như thế nào thì chúng ta có thể liên hệ đến Bắc Trung Nam để chúng ta được tư vấn thêm. Đấy. Kết cấu móng đơn thì thi công nó khá là đơn giản thôi. Đấy. Nhưng mà cũng cần có một cái kỹ thuật thi công nhất định. Ở đây thì chúng tôi sử dụng tất cả bằng ván phủ phim cốt pha định hình. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Và gạch xây tường móng thì sử dụng là gạch đặc cũng rất là đẹp. Đấy. Nhìn ở trên vị trí nó cao cốt tầm khoảng 2 mét thì chúng ta nhìn thấy được cái phần kiến trúc, phần kết cấu của phần móng đã được hình thành rồi. Và chuẩn bị là xây tường móng xong thì chúng ta sẽ đổ cái phần cột để chúng ta dựng cái căn nhà lên. Mảnh đất khá là rộng nên là tổng tất giật cái phần khuôn viên sân vườn sau này sẽ được xây nó cũng khá là đẹp. À, anh em đang đo cái phần khuôn viên sân vườn đấy. Đấy. À, đi xuống thấp xuống một tí nữa để cho anh em nhìn cái phần kết cấu của phần móng nhá. À. Thi công khá đẹp. Úi giời. Mưa đất. Úi giời. Đất nó nhũn quá. Đây. Trực tiếp ở trên tại cái phần móng đấy, vừa mới thi công xong đấy. Đang tháo cốt pha để chuẩn bị là xây. Đấy, móng này là móng đơn, phần đế móng ở bên dưới, phần dầm móng nổi ở bên trên, và sau đấy tiếp theo là chúng ta sẽ xây phần tường móng. Tất cả hệ cột này đều sử dụng là sắt cột phi 18. Cột phi 18. Đấy. Sử dụng cốt pha định hình, ván phủ phim. Đất ở đây là đất pha cát cho nên là nó cũng khá là đất pha cát cho nên là nó cũng khá là yếu. Chúng ta sẽ gia cố móng nó ok một chút. Đấy, hoàn thiện xong được cái phần móng này thì chúng ta sẽ đến phần thân.